ta gì không cho? Thấy hả? Chuyện gì? Tự nhiên ở nhà không mà không làm gì hết trơn á, mà tự nhiên nó nổi mụn. Nó nghe mỏ mới đau. Té nè. Mình sẽ nói em nghe nè. Ghé sát vô, ghé sát vô, ghé sát. Em nhìn đi. Chị mở sân khấu à? Đóng cửa sân khấu lại dịch mà, diễn đâu được. Nào giờ đóng máy hay đóng luôn máy, hiểu không? Cái này dựa trên nhân phẩm. Mụn không bao giờ tự hết đi mà cũng không bao giờ tự mọc lên hết, nó là do tồn tại trong cái nhân phẩm này của mình, em hiểu không? Cái giao diện của em luôn á, em tưởng là Sam kiểu an ủi, không ngờ Sam nói vậy luôn á. Hello cả nhà yêu của em. Hello. Trời, ai cũng đáng yêu xinh đẹp. Chân hơi nhăn nha cưng, giãn mặt ra, mặt hơi mụn luôn. Trời không biết con bé dạo này mặt mụn dữ vậy ta, hay vậy trời. Hello, hello mọi người. Muốn gì vậy bà? Hello mọi người. Hello. Ủa, gì đang gây lộn hay gì? Làm nhân chân làm gì nó nhăn mặt nó khóc dữ vậy? À, coi rồi mọi người ăn hiếp em. Em bị nói một mà mọi người còn nói em này nọ nữa, nói em ăn ở cái thứ. Anh nói đi, nhân phẩm em tốt không? Anh xui. Anh xui. Anh xui. Ơi, An. Gì? Biết sao không? Thật ra chân á là do là nghiệp á, nghiệp từ trong phim ra cho tới ngoài đời luôn á. Phải thế nữa rồi. Gì? Nó không có đồng cảm được luôn, không hề đồng cảm được luôn á. Khoan, em nhớ ra cái điều chị Sam nói rồi. Hình như là nó có đóng một cái video. Cái tập đó là nó bán kem trộn dởm cho em với chị Thảo. Nó khiến cho em từ Nguyên đen trở thành Nguyên rất là đen luôn. Chị Thảo từ Thảo trắng trở thành chị Thảo trắng ghẻ. Nó trắng ghẻ. Nó con bé có không? Có anh nhớ là có quen tập đó. À hiểu không? Bây giờ tới chuyện mày coi cái cách nó diễn trong cái tập ngày hôm đó đi, rồi mày sẽ biết là tại sao mà mọi người cứ nhớ tới nó hoài. Ôi là tính ra là tao là người đi bắt nó luôn mà sao không nhớ được. Anh nói sao giờ mọi người ơi? Phim là khác, ngoài đời là khác. Nhân phẩm ở ngoài đời em tốt dữ lắm, anh biết mà đúng không anh An? Em rất tốt. Ông em, mặc dù chúng ta đi quay chung với nhau nhưng mà nhân phẩm là ở mỗi con người nha em. Ừ, nhân phẩm là ở mỗi con người chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi quay chung là nhân phẩm chúng ta đều giống nhau nha em. Ừ nha. Chị nói gì đi? Chị hả? Chị không có gì để nói hết đó. Chị muốn dùng cái tập đó để chứng minh nhân phẩm của em. Bây giờ coi đi rồi biết nha. Ừ, coi bây giờ mình mở cái tập đó lên mình coi đi nha. Nha. Tôi ha, tôi mà thoa cái này lên ha, để coi nha, từ nay có ai còn kêu mình là Quyên đen nữa không? Cái mùi sao nó thôi kệ đi, miễn trắng là được. Trắng như bạch tuyết, trắng như bạch tuyết. Quyên, phải Quyên không? Mở ra coi rồi. Sao nó đẹp gái quá vậy? Trắng trẻo như là da heo cạo vậy đó. Trời ơi, duyên dáng quá trời luôn. Gái đứa mở miệng ra một bầu trời duyên dáng luôn. Ê, có sao vậy? Chị thích coi. Bà giỡn mà tôi quạo lắm á. Tôi nhà tôi tức dữ lắm á. Trời ơi, sao nó trắng quá vậy? Sao chỉ cách coi làm sao mà trắng hồng như bà vậy nè. Chỉ đi. Trắng nữa. Bà sửa bà một tháng. Trắng tự nhiên, trắng sâu trong từng tế bào. Trắng mà bà nhìn tôi là bà đâu biết tôi xài gì để trắng đúng không? Bà nhìn tôi là giống như kiểu là cha sinh mẹ đẻ tôi ra, tôi đã trắng sẵn vậy rồi. Ghê không? Chị chỉ đi, rồi ham quá nè. Về gửi Facebook cho, rồi lấy về xài, húi bà luôn trắng bạch. Ơi khoan từ từ. À vậy? Cái gì vậy? Tôi vô coi ở ngoài này gió ướt quá này. Trời đất ơi. Bà Thảo hả? Bà làm cái gì mà bà trùm như ninja vậy? Mày hay quá không? Mày nói tao mày nhìn lại mày đi. Mà khoan đi, tại sao người ta gọi mày không trả lời? Tôi bận. Bận gì? Sao vậy? Cái gì mà cũng đỏ rồi ghẻ tùm lum vậy? Xài nó bị ngứa. Mày hay quá ha, vợ y chang với nhau luôn nè. Trời ơi, bà nhiều kẻ hơn tôi luôn. Tao còn dám nói nữa, mày trả lại làn da cũ cho tao đi. trả cái gì mà trả tôi cũng bị chứ bộ, tôi bị lừa, bộ phải tôi dụ qua đâu. Vậy sao tao cũng không dám gỡ mặt ra luôn á. Dạ em biết sao đâu, mệt ghê luôn á, tự nhiên mặt mũi giờ vậy. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nè anh coi đi, nó dụ em xài kem nè. Bây giờ trời đất ơi, hai đứa như con khùng con dở ghẻ ngứa lum á. Xài ba cái gì mà sao cái mặt nổi tùm lum hết trơn vậy? Xài củ nhỏ này bán nè. Thì hôm bữa em nói với anh đó là em quyết định là em sẽ từ cái tên Quyên Đen là tại vì em nghĩ em xài kem đó em trắng. Trời đất ơi, xài xong mặt em nó nổi ghẻ luôn. Mà ghê lắm nha, em phát hiện con này nè nó bán kem trộn. Nhưng mà cái hộp của nó là để cái hộp hàng Nhật. Ghê chưa? Phát hiện mấy kem trộn cũng ráng xài cho nổi ghẻ. Không mà tao ngu tao theo mày xài luôn đó. Nổi ghẻ rồi mới biết hán kem trộn chứ. Đi vô. Cái gì vậy Trân? Anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai, nhưng mà hôm nay tôi tới để vạch mặt cái đống kem quá chất của cái cô. Sao mà dẫn ông này về phá đám chuyện làm ăn của tao? Cái gì vậy Trân? Đâu biết đâu, mình bị gài rồi. Hồi sáng đi giao hàng bị bắt về luôn á. Ông làm gì có bằng chứng mà biết hàng của tôi hóa chất? Chứ mấy cái này là cái gì đây? Người nhìn thôi đã biết rồi, quá chất rồi. Đừng có ngậm máu phun người, cô chừng bị quả báo đó. Quả báo hả? Tôi nghĩ quả báo sẽ tới với các cô đó. Bây giờ các cô cần bằng chứng đúng không? Chỉ có bằng chứng mới làm rõ mặt của các cô chứ gì. Được. Đừng ơi, không à. Không biết sợ nữa hả? Đây là kem của các người mà, làm sao phải sợ? Bây giờ sao? Cái người có khai không? Khai. Em khai hết. Thật ra cái này không phải là kem hiệu gì hết, là do ba tự trộn. Bà mua cái hũ kem hiệu bỏ vô đó. Ngứa muốn chết vậy đó. Anh ơi, anh tha cho tụi em đi mà anh. Tha cho các người hả? Những nạn nhân mà các người hại, trong đó có người thân của tôi. Các người nghĩ tôi tha các người không? Ừ? Chờ mà làm việc với công an đi. Con bé rất đáo để con bé. Mọi người thấy chưa, lời sáng gì hết đâu có sai đâu. Mọi người cứ nói là giờ nói em út trong đoàn phim giờ không thương không được. Rồi mọi người, nói chung là mọi thành viên trong ekip đều là gần như là người thân của mình. Tại sao mình không đồng cảm được? Nhưng mà bây giờ xin lỗi Trân, là tại vì chị coi phim nhưng mà chị bị tưởng tượng quá à. Nên là chị cứ nhớ tới cái giao diện đó của Trân á. Chị quên đi, xin lỗi Trân nhiều nha. Mọi người ơi, thật sự cái đó không phải là kem hay hóa chất gì cả, nó chỉ là bột thôi. Đó là một trong những cái anh chị sản xuất ngày đêm cực khổ, đi lấy từng bịch bột chiên xù, bột chiên giòn, rồi bột chiên chuối trộn lại với nhau. Anh An còn nhớ không? Anh còn xin về nhà anh chiên chuối mà. Bây giờ nói không, em vậy không phải em, tại vì biết sao không? Bây giờ mình quay phim, là mình cũng là bạn bè với nhau, không lẽ là mình đem quá chất thiệt thì mình phải dùng những cái bột như vậy để mình diễn, đúng không? Thì thực sự là nó anh cũng có xin về anh chiên chuối, nhưng mà em xịt tầm bậy vô trong đó, em xịt ba cái phẩm màu vô á. Rồi xong anh nhìn cái thau đó anh bỏ anh chạy luôn, rồi anh không dám nhìn vô cái thau đó luôn nha. Để cho em lắng động một chút, tại vì tự dưng em nhớ tới hình ảnh của một người. Mọi người biết sao trong đoàn này, nhưng mà thật ra đang sở hữu một diễn viên hài, nghệ thuật, tiềm năng mà chớm nụ. Chớm nụ chứ chưa nở. Chớm nụ. Mới lên cái nụ thôi. Chưa nở đâu, tại vì chưa có gì để phát triển lên nở, nhưng mà em nói thiệt cái tài năng này chớm nụ được. Chớm nụ. Cô bé Thảo Trần. Diễn viên hài kiệt xuất Thảo Trần. Idol đứa trẻ. Thì đã nói với An từ cái số đầu tiên của cái format này đó là Thảo Trần. Là một kiểu gần như là một cái thành phần mà chị có thể khai thác được, có nghĩa là có tiềm năng. Chị cũng đã nói với Thảo Trần là cố gắng sau mùa dịch này tu sửa về phần nhan sắc để mà hết dịch chúng ta có thể trở thành một, chị sẽ làm một cái series riêng cho Thảo Trần, ví dụ vậy. Cái kiểu cô bé kích cận. Chị Thảo là mọi người biết sao Thảo dữ vậy? Cái điều đặc biệt á là cái phân đoạn mà em đóng ở trong công viên với chị Thảo Trần á, trong kịch bản chỉ có 2 câu thôi mọi người, nhưng mà khi ra xét chị Thảo quăng nó tới 10 mấy 20 câu thoại luôn. Mà cái câu em ấn tượng nhất mà bà bá xê em, mà bà vô bà cơm em là em lăn động luôn, tại vì em mắc cười. Cái mặt em lúc nào cũng trong trạng thái mắc cười mà mọi người, lúc nào nó cũng hề hề như vậy nè, mà bà nói một cái em muốn phọt ra luôn. Bà gặp em: trời ơi Quyên, trời ơi dạo này bà xài gì trắng quá vậy? Bà trắng giống như heo cạo vậy đó. Đấy là cả hết câu để ví dụ mày rồi á, hiểu không? Là bà Thảo rất là tượng hình trong cái câu nói đó nha, rất là tượng hình, nói câu đó là rất là thông minh luôn. Đây, Thảo nha, IQ rất cao nha, IQ rất cao mới nói được câu đó nha. Bởi vậy á mọi người, dù cho lúc đó một chút chết trong tim, nhưng mà em suy nghĩ ra là chúng ta đang sở hữu một cái tài năng hề chớm nụ như vậy thì chúng ta phải phát triển nó lên. Bởi những số sao chị Thảo Trần có đất để diễn liền. Bang. Tài năng hề chớm nụ. Tập này em mới nhớ. Em cay anh An dữ lắm rồi. Hoặc là anh em chung với nhau nha. Nhưng mà anh nghĩ sao, mà người ta cái thao bột, người ta quậy tùm lum chậu mà anh chơi anh chét mặt em thiệt mọi người. Không em, không. Mình diễn là mình diễn phải có tâm em. Diễn là mình diễn có tâm. Đúng này. Tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Mọi người biết sao không? Lúc đó Trần nó có nói nhỏ với An là: anh ơi, anh có chét á, anh giả bộ anh chét cho cái cổ nè. Anh chét cửa cổ này, đừng trét lên mặt em nha. Nhưng mà An là một diễn viên đàng hoàng, An là một diễn viên có tâm. Mình diễn mình phải có tâm. Mình chét đúng để người ta lấy cái hình em bị chét ở trên mặt. Cho nên là anh chét lên trên mặt em nhé, em nhé. Ừ. Em phá, em đọc rồi. Ai mượn em phá, cái này là em tự em phá cho mọi người. Thấy không? Nghiệp quật đó chưa? Tạo nghiệp chia rồi nghiệp quật, tự nhiên phá chia xong tự chét ở trên mặt mình. Đó, rồi xong. Tới giờ luôn. Mà kể tới cái tập này tôi với bà Thảo Trần là phải chạy thăm like để sao quay cho kịp giờ, quay cho kịp ấy để mà còn trả cảnh các kiểu không. Ừ. Cái lúc mà về chung cư, nói thiệt tôi tức mà không nói được, nhiều khi mọi người phải nói là để hôm nay để tôi nói rồi vừa biết là tôi tức. Quay mà, người ta viết kịch bản ra rồi thì mình cứ vậy mình làm theo đi Phân chi. Nguyên với An nè thề, Phân không lối thoát, Phân mà không có điểm dừng, Phân mà riết mà hai đứa quay là ủa rồi ngâm chưa? Như vậy mọi người ơi, tự dưng á em nghĩ là cái lúc đó bị lạnh sống lưng á mọi người. Em với ông An thì bị cái gì nè, bị nhây. Mỗi lần mà diễn chung thì không có cần phải có kịch bản nhiều đâu, hai anh em tự Phân ra ghê lắm. Thì cái lúc mà Phân đang cao hứng với mọi người, bắt diễn mà, muốn được diễn, quay em nhìn mặt chị Sam vậy nè mọi người. Ánh mắt hình viên đạn nhìn em vậy nè. Xong rồi bả còn lẩm bẩm lầm bầm trong miệng em đố anh An là bả nói gì, đố nhớ được luôn á. Nếu mà em thấy là em thấy em mắt hình viên đạn đúng không? Còn anh quay qua anh thấy gương mặt chảy xệ. Thấy gương mặt chảy xệ. Không phải, mặt bắt đầu sệ xuống. Xong rồi đây anh còn nhớ rất rõ câu chửi đó. Anh còn nhớ rất rõ, anh còn khắc sâu trong tim anh câu chửi đó. Chứ nhiều vô rồi về cũng cắt chi, nói chi cho dữ vậy à. Trời đất quỷ thần ơi. Nói nghe, cái lúc mà mẹ tao sinh tao ra, mẹ tao nghĩ rằng mẹ tao sẽ sinh ra một đứa con gái thùy mị. Đúng, tao thùy mị cho đến khi gặp mấy đứa mày. Chị đừng có đem tụi em ra làm bất bình phong để đổ thừa cho cái nết của mình, chị hiểu không? Cái nào ra cái đó, anh em vui vẻ, anh em vui vẻ. Còn cái nết mình như vậy là do mình đẻ ra như vậy, không phải tại tụi em. Không, người con gái tin yên. Mọi người ơi, thì hôm nay tôi cũng rất là vui khi mà được mọi người tới đây trò chuyện cùng với nhau như thế này. Thì mình để mà xoa dịu đi cái tình hình căng thẳng như bây giờ thì anh tại sao chúng ta không chơi một trò chơi để mọi người thấy được là cái sự hiền dịu ở trong tôi. Thật ra tôi tại vì đi làm mà công việc nó bắt buộc tôi phải như vậy, chứ thực ra tôi đâu có muốn la hét gì mọi người đâu. Tôi nói vậy chứ tôi cũng rất là mong manh, hiểu không? Tôi vừa khi nói đôi câu là tôi đã khóc rồi. Thiệt sự tôi cho là vậy. Ủa vậy hả? Ừ. Chơi trò chơi không? Chơi ơi! Chơi gì? Chơi game. Ơi! Tao ở trong lòng. Thôi An ơi, hôm nay để tao chủ trì nha. Tôi là Sam Béo, tôi rất là vui khi mà được mời tới đây tham dự cùng với chúng ta. Đó là diễn viên mà ai cũng biết, số nào cũng thấy, đó là Thảo Quyên, chán lắm rồi. Tôi cũng có đề nghị với biên kịch là đừng bút nó nữa. Và người tiếp theo đó là diễn viên Minh Trân, cũng là diễn viên mà tham gia xém đầu của Anh Áo Đen, An ha. Tham gia từ những tập xém đầu, nhưng mà từ nãy giờ chưa giới thiệu, bây giờ gần hết tội nghiệp rồi mới giới thiệu nhỏ tội nghiệp không? Ừ. Với trò chơi ngày hôm nay với thể lệ rất hết sức đơn giản, sử dụng trí tuệ là cách đầu tiên. Mình phải nâng cao trí tuệ ở đây là vận dụng trí nhớ của mình để xem là mình đã từng có hay không về những cái vấn đề như vậy. Đó là hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi Bạn đã từng. Ok. Và ở đây á, là mỗi người á sẽ hỏi một câu hỏi và ba người kể cả người hỏi cũng phải dơ cái bảng. À đâu mất tiêu rồi. À hôm nay thì chúng ta phải chuẩn bị một cái bảng như thế này. Trên cái bảng này có từ có hoặc là không nhá. Bạn đã từng nhậu xỉn bao giờ chưa? Có đi, được có. Người mà dơ bảng có thì mình sẽ phải nói là vì sao, rồi lúc đó kỷ niệm của mình như thế nào. Ok chưa? Rồi. Mình có thể hỏi bất cứ câu hỏi hóc búa thế nào mà mọi người thích nha. Ở đây trong 4 người ở đây ai đã từng bị lừa xài kem trộn? Thôi vậy không lẽ con mình sao? Hay quá. Biết sao không? Tại vì biết sao không? Tôi có một cái rất là mắc cười, nhà tôi rất là đông anh chị em. Mà ba tôi là người cực kỳ trắng hồng. Chị em tôi ai đẻ ra cũng trắng mình tôi. Không, để tất cả mọi người hồi xưa học sinh á, mọi người biết gen trội với gen lặng không? Thì anh chị và tất cả mọi người còn lại trong gia đình của Sam là gen trội, của mình Sam là gen lặng nha mọi người. Sai rồi. Vậy hả? An hỏi một câu rất là thâm sâu và An hỏi một câu rất là cao siêu. Ừ, đó giờ có ai bị chó cắn chưa? Em rất là ok, đi ra đường không bao giờ bị chó cắn. Đâu, chó cắn nó cũng là một cái nghiệp nha mọi người. Tại vì hồi xưa là trong xóm của em là hay mà bưng đồ ăn qua cho nhau này, cái kiểu nấu cái gì ngon là sẽ bưng qua cho ăn. Thì cái nhà bác là em còn nhớ bác tên là Toàn. Nhà bác Toàn nuôi 2 con chó, một con chó cái, một con chó đực. Con chó đực có nó dữ quá, bác Toàn nhốt riêng con chó cái. Bác Toàn nó hình tượng nó hiền, bác Toàn luôn mặc định con chó cái rất hiền nên bác Toàn để nó rong lông nhông trong nhà. Thì tự dưng một ngày đẹp trời mẹ em kêu Quyên mày bưng cái áo qua cho bác Toàn đi. Tự dưng em vừa tới nơi em chưa kịp hú cái miệng em là bác Toàn ơi con bưng đồ ăn qua, thì tự dưng ở đâu ra cái nó cắn thẳng luôn mọi người. Nó cắn thẳng cục diện của em luôn. Nó cắn ngay không phải ngay chân, ngay trong người mình để nó cắn mình luôn á, là đâu ở vai hay đâu em không nhớ. Chích người xong bây giờ em lắc luôn, là mọi người biết tại sao bị khùng hay gì, tại em chích người chó dại nhiều quá bị lắc. Quyên à, hồi đó mẹ đẻ ra là con gái nhưng sinh ra lại không có bản năng thùy mị. Hồi đó Sam chọc chó mọi người. Nè mẹ để nghe cái tính lúc đó là thật ra là Sam rất là thích chó, nên là lúc mà chó đẻ ra mọi người biết chó đẻ mà đúng không, nó rất là dữ, nó dữ đúng rồi, nó dữ đúng rồi, giữ con nó dữ con, đam mê cho con, mê cho con chạy một vòng xung quanh nhà cho mẹ rượt xong nó tót xong chân luôn. Là từ đó về sau sợ lắm, giờ có nuôi chó nhưng mà thà là nuôi chó của mình chứ còn chó của người ta vẫn sợ, nó bị ám ảnh lắm. Chứ nói chung là Sam bị ám ảnh chó lắm, nhưng mà hồi đó là cái cứu chọc chó. 4 người đều hỏi cái câu hỏi là 4 người trả lời hết rồi đúng không? Tập này chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Rồi đầu tiên thì cảm ơn khách mời diễn viên Trân Trân, cảm ơn diễn viên Thảo Quyên. Rồi thay mặt cho Yên và Đại An cũng như là toàn thể ekip xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với series Anh Áo Đen và những người bạn từ nãy tới giờ. Rồi nếu như mọi người có muốn tập tiếp theo, mọi người muốn nhắc lại kỷ niệm ở tập nào, hay là mọi người muốn mời một vị khách mời nào thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nha, để tập tiếp theo Anh Áo Đen và những người bạn sẽ thực hiện. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tập này. Rồi mọi người chào khán giả đi nào, Tập sau mời em tiếp đi nha mọi người, em hứa sẽ không nói gì. Em bye mọi người nha.